Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Này phải chánh niệm dữ nữa này. Vừa chánh niệm cái này, vừa chánh niệm về cái này nữa. Làm lúc hai cái là khó lắm. Sao? À, nè, em phải vậy cho nên là hôm nay là phải chánh niệm dữ lắm đó. À, nè. Nè rồi mình học xong cái tâm sở xúc của sở hữu tợ tha. Chúng ta biết tâm sở xúc tức là nó là cái sự xúc chạm của chủ thể với đối tượng. Và tâm sở xúc nó chính là cái chủ thể của nó làm forerunner cho tất cả mọi cái tâm sở khác nó sinh khởi. Và chính nhờ cái tâm sở xúc này mà chúng ta có cơ hội để mà xúc chạm đến Niết Bàn và giải thoát. Nhưng mà cũng đồng thời một lúc nó cũng là cái hàng rào ngăn cản, bởi vì khi mà chúng ta xúc chạm mà chúng ta không có chú tâm chánh niệm tỉnh giác á, là chúng ta có thể là nó đưa đến lo sầu, yêu bi khổ não, sầu muộn. Giống như cái câu chuyện hôm trước kể của các anh, cô tiểu thơ Thiên Kim đó. Chúng ta thấy là từ rất xa không hề biết nhau mà chỉ có xúc chạm qua cái mô tả thôi mà cũng khiến cho sầu bi khổ yêu não mà chịu không có nổi. Và cái câu chuyện hôm trước nó có một cái nữa là chúng ta thấy là anh ấy làm sao anh hình dung mà anh ấy vẽ ra đặt cái pho tượng lên, mà sao cái pho tượng ấy nó giống y chang như cái cô gái đó. Chúng ta thấy là nó có cái gì nó hoang đường, hoặc là nó nói quá lên, hoặc là không hợp lý gì không. Tưởng tượng mà tại sao lại có người giống y chang vậy, có hoang đường phải không? Dạ. Đấy là cái duyên người đề mà cũng nhớ là tiền các một người mà như vậy. Đúng, đã cũng rất hợp lý. Bởi vì sao? Chúng ta thấy là, nè. Nè đúng rồi. Nhiều khi mình đọc mà mình không có một cái kiến thức học Phật thì mình nghĩ rằng là đó là một cái hoang đường. Nhưng mà trên thực tế là nó có. Bây giờ mình đi hình dung ngay như bây giờ thôi. Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Tiếng gọi của trái tim đấy. Có một cái rồi mà mình nghĩ ra nhiều thứ. Không, mà trên thực tế nó là vậy. Bởi vì có rất nhiều người đọc lên họ cho rằng đây là một cái hoang tưởng, mà trên thực tế nó không phải hoang tưởng mà thật sự là có. Bởi vì ngay như cuộc sống ngay bây giờ thôi, mình cũng thấy rất rõ là bây giờ mà mình học cũng được mấy chục bài rồi, bây giờ mà kêu mà viết một cái bài luận hay bài thi về vi diệu pháp, chúng ta thấy là nói là viết một cái bài luận về vi diệu pháp, chúng ta mới học xong tâm không ai mà chúng ta viết về sắc pháp cả, đúng không? Bởi vì chúng ta đâu có cái kiến thức về đó đâu. Khi mà chúng ta viết một cái bài luận về những cái mà tức là về vi diệu pháp và những cái học, thì bao giờ chúng ta cũng tìm lại cái ký ức mà chúng ta đã học rồi. Mà những cái học rồi không phải là cái gì chúng ta không biết được, mà chúng ta phải tìm cái mà chúng ta tâm đắc nhất. Cái tâm đắc nhất đó là tại sao mà chúng ta có cái tâm đắc, bởi vì có thể trong một cái lúc nào đó tiền kiếp chúng ta đã học, chúng ta đã đọc qua và chúng ta có một cái background về nó rồi.
thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có nhiều kiến thức hơn với nó. Cái mà chúng ta thích thú trên thực tế nó không phải là thích thú, mà như hồi đi học vậy thôi, nhiều khi mình viết những cái mình không thích, nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì là mình biết nó rõ hơn, cho nên mình viết. Thì đây cũng vậy thôi. Thì khi mà cho một cái bài luận mình viết như vậy, bao giờ mình tìm cái mà mình có nhiều kiến thức nhất về nó. Tức là mình có cái background về nó, mình viết. Và khi viết như vậy tức là gì? Chúng ta có một cái định tâm mà chúng ta tìm lại những cái mà chúng ta đã biết, chúng ta lôi ra. Dạ đúng rồi. Thì cái anh chàng ở trong cái bài này cũng vậy thôi. Bởi vì anh, cái định lực của anh rất là cao, bởi vì anh tu thiền mà. Do là cái phước của anh đã được sinh thiên rồi, sinh thiên là cõi trời rồi, mà xuống đến đây cái thiền định của anh rất là mạnh, cho nên là cái ký ức của anh nó vẫn còn rõ rệt, cho nên là nó đã có cái cô này là cái cô mà có nhiều liên hệ với anh từ trước đến đây rồi, cho nên là nó có một cái sự tương tác với nhau. Cho nên là khi mà anh ấy bị cái sự hối thúc của cha mẹ đó, bắt đầu anh không muốn lấy vợ mà bây giờ hối thúc quá, bây giờ bắt đầu anh mới nặn ra, tức là anh lôi trong cái tưởng của anh ra, thì có những cái ký ức đó, thì bắt đầu anh mới dựng lên được cái hình tượng nó. Cho nên cái câu chuyện đó nó rất là hợp lý thôi, hợp lý với cái người học Phật thôi. Chứ còn ra ngoài chúng ta thấy là tất nhiên là cũng có thể có những người chấp nhận, nhưng mà nó sẽ có những cái phản ứng. Thế thì sau khi mà cô chết, anh mới nhớ lại, anh mới đau buồn gì đó. Dạ đúng rồi, bởi vì là nó có một cái cảm giác nó rất là gần gũi rồi. Khi mà tìm thấy một cái người giống như mình, cái chủ đề cũng hấp dẫn nè. Mình đi hơi quá à. Cho nên là mình thấy là khi mà đã tìm lục lại được cái ký ức rồi đó, thì nó bắt đầu nó có một cái sự tương tác với nhau, là nó có một cái sự luyến ái, lập tức nó có một cái luyến ái, là khi mà cô ấy chết một cái là lập tức anh rất là đau khổ. Và Đức Phật phải thuyết ra cái bài kệ pháp cú đó. Rồi, vậy là chúng ta xong kết thúc cái đó. Kết thúc giờ hiếm xúc của đó. Xúc nó còn nhiều thứ lắm mà nói cái topic đó nói hoài không hết. Rồi bây giờ có một cái câu hỏi như này này. Chúng ta thấy là cái câu hỏi này trên thực tế là mình đã nghe nhiều lần rồi mà không biết trả lời chúng không thôi. Thế là như những ngoại đạo khác, hoặc là thậm chí ngay bản thân những người học Phật chúng ta thôi, chúng ta cũng thường thường chúng ta nói là vậy thì chúng ta sẽ có một cái linh hồn, hay cái chúng ta gọi là cái thần thức đó. Nên là những cái người đó, những cái linh hồn đó là cái linh hồn mà sẽ đi thọ hưởng những cái quả báo khổ đau thiện ác, hay là nghiệp lành nghiệp dữ do mình tạo ra, đúng không? Thì thông thường chúng ta nói là có một cái linh hồn để mà thọ hưởng cái đó. Mà ngay những người học Phật cũng vậy. Khi mà Đức Phật tuyên bố một cái sự thật vô ngã, nên là không có một cái thực thể, một cái linh hồn nào trong cái ngã này, thì họ mới tá hỏa ra, nói rằng là ôi, nếu mà không có cái ngã vậy thì ai là cái người đi hưởng cái việc lành việc dữ mà mình tạo ra? Nên là có nghiệp và có kết quả, vậy thì ai là cái người đi hưởng? Thì theo chúng ta là ai? Cái gì đi thế đi thọ hưởng cái đó? Câu hỏi này cũng nghe quen quá rồi đúng không? Sao? Thì biết là chính mình như vậy là thành ra có cái linh hồn rồi, có một cái ngã rồi. Ui trời, đỏ dữ quá rồi. Hôm nay chắc học các bạn này hên hay sao ấy, đỏ dữ. Nếu mà nói là chính mình đi hưởng, tức là ám chỉ là mình có một cái linh hồn, hay là có một cái ngã. Mà khi mà họ đến hỏi Đức Phật là ai đi hưởng những cái quả báo lành dữ đó, thì Đức Phật tuyên bố một sự thật vô ngã, thì họ mới nói là vậy thì không có cái gì đi hưởng, thì thiện ác nó không có. Thì Đức Phật trả lời làm sao? Cái câu hỏi này hỏi Đức Phật rất là nhiều, mà chắc chúng ta cũng nghe nhiều đúng không? Vậy thì rốt cuộc bây giờ là cái gì là cái mà đi thọ hưởng cái đó? Không lẽ Đức Phật nói nghiệp báo chơi chơi, không có ngã thì đâu có ai đi hưởng đâu mà. Dạ. Mình có cái thần thức, sau khi mình mất cái bỏ cái thân này, mình còn cái tinh thần đó, tức là nên biết là cái thần thức. Thì cái thần thức nó sẽ bị, nếu mà nó làm nặng, làm thiện hay làm ác thì theo cái thiện cái ác muốn cái thần thức sẽ đi về cái chế đó. Nói cái này thì nó hơi quá một chút thôi, nhưng mà mình dùng cái chữ thần thức đó, nó là thay thế ở cái này thôi. Trên thực tế mình nói thần thức, nhưng mà là cái từ Hoa Mỹ là mình thay cho cái từ này thôi, là có cái này thôi. Hai từ nó không khác nhau đâu. Mình cứ nghĩ rằng là mình hay hơn họ, nhưng mà khi mà mình nói đến cái chữ thần thức đó là mình sang cái này rồi.
là chúng gì chóc anh này à? Tức là mình dùng một cái từ khác mà mình nghĩ mình hay hơn họ thôi. Nhưng mà trên thực tế nói có một cái thần thức, tức là mình nói là có một cái linh hồn rồi đấy, có một cái ngã đi hưởng rồi đấy. Mà Đức Phật nói vô ngã cho nên là không thể có cái đó được. Nói thần thức thì nói cho vui cho hay vậy thôi chứ. Rồi rốt cuộc bây giờ con thấy nó trở về không đồ còn. Ồ, như vậy là không có nghiệp báo rồi. Vậy thì Đức Phật phải sửa lại cái nghiệp báo, sửa lại cái định luật đó. Mà Đức Phật nói có là nghiệp báo, có nhân có quả là có nghiệp báo đó. Mà bây giờ là không có cái anh này, không có cái anh này, tôi cho luôn cái anh thần thức vào đây cho nên là chúng ta đỡ thắc mắc. Thần thức là cái từ nói khác của linh hồn mà thôi. Đây là có một cái thần thức, tức là có cái thần thức để đi tiếp thọ hưởng đó. Nó dễ đi vào không hơn nếu mà mình làm thiện, mình đi đạt được vào cái chỗ không. Bây giờ không có tính thiện ác, tức là không có tính thiện, mà đây là gồm cả hai luôn. Tức là đây muốn nói chung một cái điều rằng là khi mà làm việc thiện việc ác cả hai luôn. Ai là cái người mà đi thọ hưởng cái này? Cái gì đi thọ hưởng cái này? Cái gì đi thọ hưởng thiện, cái gì thọ hưởng cái ác mà chúng ta làm trong một cái cuộc đời của chúng ta và những cái tiền kiếp. Tâm thức là một cái khác của linh hồn mà thôi. Lại một cái tên hoa mỹ khác mà thôi. Chúng ta che đậy nó lại thôi, chứ còn trên thực tế là chúng ta cũng lại ám chỉ cái này thôi, là chúng ta không hơn gì ngoài đạo hết đó. Rồi có ai có câu trả lời khác không? Không, Đức Phật không có răng, Đức Phật nói thiệt. Đức Phật nói thiệt luôn, tức là rõ ràng là không có những cái này. Vậy thì ai là cái người đi làm cái này? Đức Phật không có răng đe, mà Đức Phật nói một cái sự thật. Đạo Phật là đạo của sự thật, mà Đức Phật không có rảnh để răng đe chúng ta. Dạ. Nếu mà có nhân quả, tức là thấy có cái gì nó ở ngoài mình rồi đấy, thế vậy thì mình cứ thoải mái mình làm thiện ác thôi. Lại một hình thức của cái này thôi. Chúng ta đi loanh quanh thì chúng ta cũng về đây không hơn gì ngoài đạo hết á. Nó phải có một cái gì đó, nhưng mà nó không phải là những cái anh này. Bởi vì chúng ta nhớ rõ là Đức Phật nói là vô ngã. Cái vô ngã là cái nằm lòng, là cái mà chúng ta quán để chúng ta đạt được tâm giải thoát đó. Hay là mình nhận mà mình không có cái mình nhận mà mình cái gì? Cái dòng tâm thức mình nó trôi chảy như một dòng sông này. Cũng một cái từ khác của linh hồn tôi chạy thôi. Lại đẹp hơn một chút nữa. Cái đó đại thừa quá, thầy không chịu nổi. Thầy chưa đến mức đó. Mình nhận nhưng mà mình không nghĩ là mình nhận, nhưng mà trên thực tế bây giờ cho thầy mình nhìn, thầy biết là thầy đang nhận đó. Cái đấy là cái từ hoa mỹ khác mà thôi. Có ai có câu trả lời khác không? Không có. Sao? Lại giáo thức là một cái tên khác của anh này thôi, cũng lại là cái nghe A Lại, tức là anh ấy cũng đi tìm thôi. Có câu trả lời khác không? Sao? Bí rồi. Thầy cũng bí luôn. Thôi bỏ qua, bí quá bỏ qua. Không được hả? Thầy nêu thì thầy phải giải. Quả vô ngã mà thầy đâu có nêu đâu. Thôi bây giờ không trả lời nữa, hồi sau xem đó. Hôm nay mình học cái bài này mình sẽ thấy. Từ từ mình học cái bài này mình sẽ thấy được. Bài này là bài gì đây? Đó, từ từ nó sẽ ra đó. Học xong cái bài này thì từ từ chúng ta có thể giải thích nó cụ thể hơn một chút nữa và có thể hợp lý hơn một chút nữa. Mà tiếc cái là cái sách này nó không có thôi, nó không có giải thích thôi. Tên không ra đúng không? Không, nhưng mà từ từ khi mà mình giống như là chúng ta thấy là trong sách nó không có đâu, nhưng mà chúng ta phải làm cái hình thức này A bằng B này,
B mà bằng C này thì suy ra là cái gì? A phải bằng C thôi. Nó phải từ từ chúng ta suy ra chứ không phải là mò trong sách nào mà có. Nhiều khi mò trong sách cũng có nhưng mà chúng ta phải tìm một chút. À, tự mình chuốc lấy khổ đó. Tự mình đâu ra tự mình khổ. Sao ạ? Sở hữu là của mình rồi đấy. À, từ từ thôi, chúng ta đi vào bài, từ từ chúng ta sẽ đấy. À, chúng ta thấy là ai thọ hưởng, ai không thọ hưởng đó, nó là cái câu hỏi khác của nó mà thôi. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái thứ nhất. Ủa hay quá vậy. Còn bài gì nữa. Và chúng ta mở trang 69-70, cái cuối cùng của 68 nhé, 68-69, cái phần cuối cùng của trang 68 thì cái chữ thọ là chữ Vedana, nó xuất nguyên từ cái chữ căn của nó là chữ vid. Vid này nó có nghĩa là minh triết. Minh triết tức là chúng ta có sự hiểu biết và sáng suốt đó. Minh triết, hiểu biết, đây là dùng từ này cho dễ đi. Tức là hiểu biết. Hiểu biết ở đây là tức là có trí tuệ một chút, là có thức chi đấy. Ít nhất là có thức chi. Minh triết thì nghe nó cao xa hơn, nó rõ ràng hết. Những cái từ tiếng Việt mà dịch cái này ra thì nó không hết. Đại khái là chúng ta biết là nó là cái hiểu biết mà có trí. Trí ở đây nó gồm cả trí tuệ của thế gian và xuất thế gian. Và chúng ta thấy là cái chữ mà Veda đó, năm cái bộ, bốn cái bộ hay là ba bộ Veda đó, là nó là chính là minh triết đó. Thánh điển Veda tức là những cái trí tuệ, cái minh triết của bên đạo Bà La Môn giáo. Và khi mà đang sang vi diệu pháp thì cái chữ vít này nó có nghĩa là nhận lấy. Hay là lãnh nạp. Nhận lấy, lãnh nạp, như thế là vậy là tâm sở thọ. Hay là sở hữu thọ cũng vậy. Sở hữu thọ ở đây tức là sự thọ nhận, thọ lãnh. Thứ nhất là thọ lãnh. Thọ lãnh hay thọ nhận? Có rõ không? Dạ. Nè. Để cái biết nó sẵn nó có mà không thấy đường à? Mà đây toàn màu xanh hả? Không biết là cái này có rõ hơn không? Dạ. À, cái màu này nó đậm hơn, đỡ bị lóa hơn đúng không? À, thọ lãnh hoặc là thọ nhận hay là một cái trạng thái. À, cái này rõ hơn không? À, trạng thái tiếp thu. Tiếp thu của sáu căn này. Trạng thái tiếp thu hay là cảm nhận của sáu căn. À, cái bình bông nó che đúng không? Nè. Rồi tâm sở thọ từ cái chỗ minh triết hiểu biết rồi nhận lấy lãnh nạp, chúng ta ra cái định nghĩa của tâm sở thọ tức là gì, hay là sở hữu thọ tức là cái thọ lãnh, thọ nhận hoặc là trạng thái tiếp thu hay là cảm nhận của sáu căn. Tiếp thu cái cảm nhận với cái lệ thọ nhận này nó có khác nhau không? Cái cảm nhận này, cảm nhận với thọ lãnh, thọ nhận này nó khác nhau. Khác ở chỗ nào?
Đúng rồi, chính xác. Cái cảm nhận này nhiều khi nó chưa có xảy ra. Ví dụ mà chúng ta chúng ta hơi có cái feeling này, còn cái này thì thực sự chúng ta thọ lạnh nó. Dạ đúng rồi, receive đó. Đó. Và đương nhiên chúng ta thấy là cái tâm sở thọ này nó thô hơn cái gì? Thô hơn cái tâm sở xúc. Xúc là nó chưa có phát khởi ra, nên mới xúc chạm thôi. Còn cái thọ là ví dụ mà chúng ta thọ lãnh, mà chúng ta thọ lãnh một cái vật gì nó thô ráp, là chúng ta có một cái tức là chúng ta tiếp xúc vào một cái vật thô ráp là, hay là khó chịu, đó là lập tức là cái thọ của chúng ta nó làm cho chúng ta khó chịu hay là chúng ta phản ứng lại, thì nó bộc lộ ra rõ ràng hơn, chúng ta thấy một cách rõ ràng hơn. Đã được chưa? Đây là cái định nghĩa của tâm sở thọ, còn cái này là cái tức là cái xuất phát, cái nguồn gốc của cái chữ tức là tâm sở thọ này, nó tức là cái chữ này nó là Vedana. Tức là tiếng Pali nó là Vedana, mà nó bắt nguồn từ cái chữ Vic ở đây. Tức là chúng ta đi từ cái căn nguyên của nó, tức là cái chữ này nó phát triển từ cái chữ mà Veda lên rồi nó trở thành tâm sở thọ, tức là Vedana. Thì bên đây là định nghĩa, bên đây là cái gốc của cái từ đó. Tâm sở thọ tức là những cái mà thọ lãnh hay thọ nhận, và cái trạng thái tiếp thu hay cảm nhận của sáu căn. Và như đã nói thì đến cái mức độ của thọ thì nó thô hơn xúc. Xúc là mới xúc chạm, thì chưa có một cái phản ứng gì, còn thọ là nó có một cái phản ứng rồi. Và nó là một cái đặc tính chính yếu của tâm vương, giống như là xúc vậy. Chữ fix cho nó có cái liên hệ gì? Chữ fix si ten, bi si li a si ten. Là sao? Cái chữ fix cho cái gì thì nó có liên hệ với cái chữ bi i c k. Cái kia là một cái loại mà trong binh thì nó là má, thì là má. Bi i c k khi mà người ta chạm, người ta hưởng cái điều đến sống. Cái đó không có cái này. Nó cũng thọ, nhưng mà cái này nó muốn chỉ đến một cái nó bao hàm nghĩa rộng hơn, bởi vì cái thọ nhận này nó chỉ đến cái tâm. À, còn cái kia là cái của cái thân thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Và đặc tính của nó là cái đặc tính chính yếu của tâm vương, là giống như là cái tâm sở xúc ấy, nó là cái rường cột sinh ra tất cả những cái tâm sở khác. Và trong những cái tâm sở khác á, thì cái tâm sở thọ nó là chính yếu của tâm vương. Và như chúng ta đã nghe rồi, Đức Phật nói rất rõ là chúng ta sống ở cái cuộc đời này trên thực tế là chúng ta sống cho những cái cảm thọ mà thôi. Yeah. Chúng ta sống vì cảm thọ, tức là cảm thọ vui, cảm thọ buồn, rồi cảm thọ trung tính. Chúng ta chỉ có ba cái đó đây, chúng ta đi tìm những cái đó mà thôi. À, cho nên là nó chính là cái đặc tính chính yếu của tất cả cái cuộc sống của chúng ta thôi. Cho nên là cái anh này là cái anh, mặc dù không phải forerunner, nhưng mà lại là cái anh rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta điều đứng hay tốt đẹp là cũng vì cái anh này mà thôi. Chúng ta đều đi tìm một cái cảm giác dễ chịu và hay là khó chịu mà thôi. Nhà tu là cũng ở cái anh này thôi. Và trong sách này chúng ta thấy là để chỉ lên cái đặc tính chính yếu này, chúng ta thấy họ đưa ra cái ví dụ cũng rất là hay. Ở trang số 69 đó. Ở cái đoạn thứ hai, theo các nhà chú giải, thọ cũng như một ông chủ thưởng thức món ăn. Để ví dụ. Ví dụ của thọ giống như là ông chủ thưởng thức món ăn do những người đầu bếp nấu. Cái bên này xóa được rồi đúng không? Thưởng thức món ăn do những người đầu bếp nấu.
Dạ, ví dụ để muốn hiển thị cái đặc tính chính yếu của nó trong tất cả những cái tâm sở của chúng ta, có 52 tâm sở thì nó là chính yếu. Chính yếu ở đây là như thế nào? Ở đây á, ông chủ có ông chủ rồi có những cái người đầu bếp, thì ông chủ ở đây chính là thọ, còn những người đầu bếp là những cái tâm sở khác. Là tưởng tư giác ý mạng quyền, hay là chúng ta thấy là sáu căn tiếp xúc với sáu trần sinh ra sáu thức, sinh ra sáu cảm thọ, nó cũng là mục đích là đưa cho cái ông chủ này mà thôi. Ví dụ như là chúng ta, tức là tất cả nội cảnh và ngoại cảnh, nội cảnh là chúng ta và ngoại cảnh là những cái cảnh bên ngoài, là giống như là chúng ta có rau đậu rồi tương ớt, chúng ta cần cái người bếp xào nấu, nhưng mà ngon hay không ngon là anh này quyết định, tức là anh sở thọ ở đây, anh ấy cảm nhận. Tức là khi mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta làm tùm lum tà la không biết cái gì hết, nhưng mà cái anh này là cái anh mà sẽ đi hưởng thọ những cái đó và quyết định những cái đó. Và giống như là một cái khác nữa nó gần gũi hơn với chúng ta, cái ví dụ khác là giống như là chúng ta làm lụng một cuộc đời đi, làm cực nhọc đi, nên là suốt một cuộc đời khi còn trẻ chúng ta nỗ lực phấn đấu làm kiếm tiền, mục đích để làm gì? Thọ rồi, tức là chúng ta có dư giả ra để đến lúc mà chúng ta hưởng những kết quả tốt đẹp của nó. Hưởng kết quả của những cái việc làm cực nhọc này, thì cái việc làm cực nhọc này là chúng ta bôn ba rồi gặp anh này gặp anh kia, làm cái này làm nghề kia, thì nó chính là cái anh đầu bếp này. Đó. Và cái khi mà chúng ta làm xong rồi hưởng kết quả đó, thì cái này nó giống như là ông chủ hưởng thọ những cái kết quả của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rõ được là cái đặc tính chính yếu của thọ trong tất cả các cái tâm sở thọ nó, và nó là cái đặc tính chính yếu của tâm vương. Và như vậy thì chúng ta thấy là thọ chính là đóng cái vai trò gì? Rồi ông tất cả mọi người đầu bếp xào nấu ông chủ hưởng, rồi làm cực nhọc để một cái ông này hưởng, tức là cái này cực nhọc ở đây tính là cái này chính là thọ đấy, còn cái này là những cái tâm sở khác, là gồm nhiều thứ làm lụng lại là các cái tâm sở khác đấy. Để chúng ta thấy là cái ông này để hưởng lại những cái kết quả nấu nướng của ông này, rồi làm cực nhọc cũng để cho một cái ông này ông hưởng. Như vậy thì vai trò của thọ ở đây là gì? Không, tâm vương khác. Cái này chúng ta đang tâm sở, thọ là tâm sở không phải tâm vương. Ông ấy không phải là ông vua, ông chủ thôi chứ không phải ông vua. Đúng rất đó. Đúng rất đó là ông chủ thôi chứ không phải ông vương, không phải ông vua. Như vậy thì chúng ta thấy là để đúng rồi, chính yếu có rồi, nếu mà biết rồi thì hỏi gì nữa. Như vậy thì có câu trả lời không? Có câu trả lời đó. Nghe hôm đến đây thì nói dùm đi. Nói dùm đi thì không biết nói sao. Cứ nói thử đi. Dạ, không nói. Ok. Dạ, thưa thầy. Ra rồi đúng không? Thưa thầy, nãy thì câu hỏi thưa thầy là người nào hưởng ai? Tại vì mình không có ngã, vô ngã. Đúng rồi. Không có người nào để hưởng cái nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Đúng rồi. Bây giờ chính cái thọ này, cảm giác thọ này là cái coi như là cái người hưởng nghiệp ác hoặc nghiệp thiện hoặc những gì đó. Mà nãy giờ mình biết ai hưởng thì đấy. Dạ, có người hưởng cho chàng bảo tay rồi chứ. Nhưng mà chúng ta thấy là vai trò của nó là đóng vai trò cảm nhận tất cả những cái gì chúng ta làm đó, đóng vai trò cảm nhận thọ lãnh á, cảm nhận.
cảm nhận hoặc là thọ lãnh. Tất cả nghiệp. Tên là sao biệt rồi. Có chắc nghiệp. Như vậy là vai trò này phải rõ ràng ra thêm chút nữa. Vai trò của thọ đi. Nhưng mà thầy có vô ngã như là không có người mà đó 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 từ từ chúng ta sẽ tới chỗ đó đó. À. Bởi vậy cho nên là tìm ra sầu hiệp rồi nhưng mà hỏi là chắc chưa là cái chỗ đó đó. Như vậy chúng ta thấy là với tất cả những cái gì mà chúng ta phân tích từ đầu đến giờ thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là thọ đóng vai trò cảm nhận tất cả những cái nghiệp lành hay nghiệp dữ của chúng ta. Tức là chúng ta làm lành hay làm dữ thì cái thọ này chính là cái mà nó hứng chịu cái kết quả đó, tức là thọ hưởng cái kết quả đó. Như vậy thì hóa ra như vậy thì thọ có đúng với linh hồn không? Có đúng với lại cái mà chúng ta vẫn gọi nhiều cái từ hoa mỹ là cái gì? Là cái thần thức rồi cái gì nữa? Một loạt những cái gì đằng trước đó. Như vậy thọ nó có phải là cái đó không? Tại sao không? Nếu mà nói như vậy thì nó cũng gần gần tựa tựa đó. Không có thể không phải sắc, chúng ta thọ hưởng bằng tâm được mà. À, vậy thì chúng ta đặt lại vấn đề, chúng ta gần ra vấn đề đấy. Như vậy rất rõ ràng là không có một cái linh hồn, không có một cái ngã thực thể đi thọ hưởng những cái nghiệp ác nghiệp lành chúng ta tạo ra. Nhưng mà anh này là cái anh mà lãnh nhận những cái đó. Như vậy thì thọ là thành ngã rồi. Thọ có phải linh hồn không? Tại sao? Nó phải linh hồn là nhạc. Cái này nó chưa đến độ. Trạng thái nó chưa rõ lắm. Linh hồn cũng là một trạng thái thôi. Chưa, sao? Nó chưa có đủ. Bây giờ nó chưa có đủ tròn đủ mạnh để mà gọi nó chưa đủ là. Nó không phải là ông chủ. Yeah, nó không phải là ông chủ. À, cái đó gần đúng rồi đấy, nhưng mà nó chưa rõ lắm. À, ông chủ và ông vua nhiều khi người ta cũng lẫn lộn lắm. Ông vua nó mạnh hơn mà nó strong hơn. Cái này mới là người nhận thôi. Nên phải có một cái gì nó ngon lành hơn. Ví dụ như này, nếu mà nói như vậy, ví dụ như mà trong gia đình chúng ta có cha có mẹ, chúng ta là con cái, như vậy là người cha là người trụ cột đúng không, là ông vua, còn chúng ta cũng là ông chủ chứ, thì chúng ta cũng là một thực thể. Như vậy thì nói như vậy thì nó chưa rõ ràng lắm. Ông vua mới là ông chủ, nó vẫn là ông vua cũng có thể có được một linh hồn, ông chủ cũng có một cái linh hồn. Cái này giống như là con trưởng trong gia đình chứ. Con trưởng cũng là một linh hồn, cũng là một sinh linh rồi, cũng là một có một cái linh hồn trong đó. Không có sắc, chúng ta có thể vô sắc giới là không có cần tứ đại. Vô sắc giới là một cái hữu tình mà không có thân mà chỉ có tâm thôi. Ra rồi nhưng mà vẫn chưa ra. Gần chín rồi. Nhìn thấy cái miếng ăn trước mặt thì chưa ăn được. Rồi bây giờ sao? Đó là gia trưởng. Gia trưởng cũng có linh hồn à? Gia trưởng tức là một hữu tình rồi. Hữu tình là phải có một cái linh hồn thôi. Chúng ta đã nói là không có một cái ngã, không có một cái linh hồn, không có một cái gì đó từ rất là đẹp là dòng tâm thức trôi chảy như một dòng sông vô ngã quá rồi, nhưng mà cũng là một cái linh hồn mà thôi. Cái từ khác của linh hồn chúng ta thay thế cho thôi. Đến đây là được 90% rồi đó. Chúng ta thấy rất rõ ràng là phân tích mà hồi chúng ta thấy rất rõ ràng là thọ là cái anh mà vai trò đóng cái vai trò cảm nhận thọ lãnh tất cả những cái nghiệp ác mà chúng ta tạo ra, nghiệp lành nghiệp dữ. Như vậy thì vô hình chung vậy là thọ là một cái linh hồn à? Có ai có một cái bừng giác ngộ nào? Chứ nếu là tâm như thế này, dạ. Tâm thì nó cảm thọ, cũng cái cảm thọ. Cái này là tâm sở, chúng ta nói tâm là nó đi sang vấn đề khác rồi, tâm là chúng ta học xong rồi. Thọ nó là một tâm sở thôi, nó không phải là tâm vương. Nó đưa về tâm vương. Như vậy thì hóa ra thọ đóng vai trò linh hồn rồi, giống như là chúng ta nói là cơ thể chúng ta có tứ đại rồi, tự nhiên là có một cái linh hồn là cái thọ. Chúng ta vô hình dung chúng ta cho ly cái thọ này là cái linh hồn, còn những cái khác là cái phụ thuộc vào thôi. Cái này dễ quá mà xong thấy hả? Sao ạ? Vậy thì
dựa trên tứ đại, nó dựa trên... Không có, vừa nói rồi, vô sắc giới là không có tứ đại. Đó. Nhưng mà thọ vẫn còn trong vô sắc giới. Thì đó, thì vô sắc giới nó có thể là có rồi, cũng gần gần ra đấy. Bây giờ chúng ta thấy là nhưng mà chưa có đúng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy là vậy thì bây giờ nói chung chung đi. Bây giờ quay trở lại mình đi. Xin lỗi. Vậy bây giờ cái thân thể của chúng ta là do bao nhiêu yếu tố hợp thành? Đất nước gió lửa thiếu mất cái mặt đấy là cái xác pháp rồi, còn chúng ta còn tinh thần nữa, chúng ta còn tinh thần nữa mà. Nói cụ thể hơn một chút nữa đi, tức là đúng rồi, thân thể chúng ta được cấu thành bởi ngũ uẩn là xác. Cái anh này nó gần gần với anh này đó. Thấy chưa? Nói cái gì nó phải trúng trúng vào với nhau một chút, bởi vì danh với sắc nó không có trúng vào thọ. Nói anh này danh không thì anh đó cũng thành ra ảnh cũng là không. Đó gần đúng rồi đó. Gần ra rồi đó. Sắc, thọ, tưởng, hành. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đức Phật nói rằng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức này không phải là cái ngã. Giờ biết rồi. Cũng có tí bầm cảnh giác không sao. Chúng ta thấy là thân một hữu tình chúng ta được cấu thành bởi sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Và Đức Phật nói rằng là trong đã có những cái câu hỏi của một người nào đó hỏi rằng là như vậy cái sắc này có phải là ngã không? Đức Phật nói không. Thọ có phải ngã không? Đức Phật nói không. Rõ ràng thọ không phải ngã chưa? Gần gần ra rồi đó. Tưởng không phải là ngã. Rồi hành có phải là ngã không? Đức Phật nói không. Và thức có phải là ngã không? Đức Phật nói không. Đức Phật nói là ai mà quan niệm là thức mà là một cái linh hồn ấy còn tệ hơn cái anh mà nói là xác, bởi vì xác nó còn tồn tại đường thời gian, còn tâm là nó chạy nhảy lung tung không biết đâu mà lường. Từ từ gần ra rồi đấy. Thì Đức Phật nói rằng là xác, thọ, tưởng, hành, thức này nó cấu thành một cái con người giống như là một cái xe, chúng ta nhớ không? Cái xe ấy nó là hợp của nhiều cái yếu tố lại mà nó trở thành một cái giả danh tên là xe, và chúng ta là một cái cấu hợp của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức này không có một cái gì là ta hết, và cái thọ này nó đi thọ lanh ấy, nó chỉ là một phần của chúng ta thôi, cho nên nó không được gọi là ngã được, không thể gọi là linh hồn của nó được, nhưng mà nó có cái chức năng nó thọ lanh cái đó. Nó không phải là ngã nhưng mà nó làm cái chức năng nó thọ lãnh, cho nên rất rõ ràng là nó đóng vai trò cảm nhận tất cả các nghi nghiệp nhưng mà nó không phải là linh hồn. Nói rất rõ ràng, Đức Phật nói vô ngã nhưng mà nó trong đó trong cái vô ngã đó tức là nó có một cái yếu tố nào đó nó chịu cái trách nhiệm của cái này nhưng mà nó không phải là cái ngã, không phải cái linh hồn chúng ta. Nhưng mà thiếu đó thì không có thể thì nó là cái thọ, nó là một cái yếu tố của nó thôi, giống như là cái xe mà xe Honda của chúng ta nó gọi là có cái buji, tức là nó là cái linh hồn của cái xe, không có cái đấy xe không có nổ máy, không có vận hành được. Thì cái thọ ấy là cái mà nó chịu trách nhiệm thọ lãnh, tức là chúng ta có cái sự cảm thọ những cái nghiệp ác nghiệp lành của chúng ta nhưng mà cái đó nó mới trở thành một cái dòng sông nó trôi chảy được. Tất cả luôn, thọ tức là cảm nhận tất cả mọi các cái nghiệp lành nghiệp dữ. Thì đó thì đang muốn chứng minh rằng là cái ai không có ngã thì ai là cái người đi thọ lãnh những cái nghiệp, thì những cái mà tức là chúng ta không phải là nói đến là có một cái người đi thọ lãnh một cái nghiệp, tức là có một cái linh hồn đi thọ lãnh nghiệp, còn đây tức là cái thọ đó nó chỉ đóng cái vai trò là cảm nhận và thọ lãnh cái đó thôi. Bởi vì cái mục đích của chúng ta không phải là đi thọ lãnh nghiệp thiện nghiệp ác, mà cái mục đích của chúng ta là chúng ta muốn vượt qua thiện ác để đạt đến giải thoát. Cho nên là chỉ có, cho nên mới nói rằng là có một ai đó nói cái câu gì là tức là có một cái con đường đi nhưng mà không có, xin lỗi, tức là cái gì đó, tức là có người tạo nghiệp nhưng mà không có người lãnh cái nghiệp đó, tức là không có một cái linh hồn lãnh nghiệp nhưng mà nó chỉ có một cái chức năng nào đó nó cảm nhận cái đó thôi. Và cái thọ đó, ngoài cái thọ đó nó không có chúng ta, và không có chúng ta nó không có cái thọ, thì nó là một cái phần của chúng ta. Cái thọ nó là một cái phần của chúng ta, và tất nhiên là một cái phần đó nó có thể cảm nhận những cái lành, cái dữ, cái ác mà nó có đau khổ đó, nhưng mà trên thực tế cái cảm nhận đó nó không phải ta và cái thọ nó không phải là ta. Có ra chưa? Có ra đúng không? Chưa. Hiểu nhưng mà nó hơi mông lung chút thôi.
nhưng mà chỉ có nghĩa là nó chỉ đón nhận thôi, nhưng thật ra đúng rồi, nếu một trong ta đang đúng rồi tạo tưởng thành tích thì nó không đúng rồi, nó chỉ là một phần của cái ngã thôi. Tức là nói nôm na thì bây giờ mình nói là có một cái này là một cái ngã cái linh hồn đi, đúng rồi, tức là nó có một cái yếu tố gì đó để nó cảm nhận thôi, chứ không, nó không phải là cái linh hồn. Đó. Tức là nó chỉ đóng vai trò thôi. Ví dụ mà chúng ta đụng vào cái đồ nóng là chúng ta rụt lại bởi vì chúng ta cảm nhận nó nóng. Yeah. Nhưng mà cái cảm nhận chúng ta, cái tay của chúng ta nó không phải là ta, nó không phải là cái ngã. Đúng không? Nó chỉ là một cái phần để giúp chúng ta cảm nhận rằng đó là cái nóng. Cái nóng là cái khổ, chúng ta rụt lại. Nhưng mà chúng ta ngắm cái bông hoa đẹp là chúng ta thấy là chúng ta enjoy, nghe bản nhạc hát hay là chúng ta bắt đầu chúng ta nhảy múa theo. Tức là chúng ta cảm nhận một cái hạnh phúc. Nhưng mà cái cảm nhận đó là nó do cái giác quan từ cái tai chúng ta nó có. Đó. Chứ nó không phải là cái ngã. Còn mông lung hả? Dạ. Nhưng mà có hiểu một chút nào không? Hiểu nhưng mà khó diễn đạt đúng không? Sao ạ? Không nói được. Không diễn đạt được nhưng mà hiểu. Ok. Tức là bây giờ mình tổng kết lại này, tức là cái không có một cái linh hồn trong đạo Phật, tức là không có một cái ngã thực thể nó trôi chảy, tức là cái ngã cố định nó trôi chảy từ đời này sang đời kia để mà nó thọ hưởng tất cả những nghiệp lành nghiệp dữ. Nhưng mà chúng ta thấy là trong cái mà chúng ta gọi là một con người, một hữu tình đó, thì nó gồm năm yếu tố kia, và một trong năm yếu tố kia nó đóng cái vai trò cảm nhận thôi, và nó thọ lãnh những cái mà chúng ta đã làm ra thôi, chứ nó không phải là cái ngã, nó chỉ đóng cái vai trò là cảm nhận thôi. À, giống như cái chức năng của cái tai là nó nghe, rồi cái chức năng của tâm là nó suy nghĩ. À, nó chỉ thế thôi. Và như vậy chúng ta mới có một cái là gì, là một cái dòng sông nó trôi chảy là cái chỗ đó. Nhiều khi dòng sông tôi thể là chúng ta gặp một cái sắc giống như là cái anh chàng kia gặp cái cô thiên kim tiểu thư, nó dính vào là cái dòng sông chúng ta nạp thêm một chút. Rồi cái tưởng nhiều khi là chúng ta nghĩ đến một cái người nào đó chúng ta bực mình thì nó xen vào cái dòng sông tâm thức của chúng ta. À, chúng ta thấy là rõ ràng là cái này không đóng vai trò toàn quyền được, nó chỉ là một phần để cấu hình nên cái hữu tình mà thôi, cho nên nó không được gọi là ngã, không được gọi là một cái ngã cố định, nó chỉ là đóng cái vai trò cảm nhận những cái mà chúng ta làm ra thôi. Và rõ ràng là chúng ta chịu khổ, làm ác thì chúng ta chịu khổ được, giống như vừa nãy nói, đụng vào cái nóng là chúng ta, rõ ràng là chúng ta nóng quá, chúng ta rát, chúng ta đau tay, chúng ta rụt lại, thì rõ ràng là chúng ta cảm nhận chúng ta đang khổ. Nhưng mà rõ ràng là không phải là ta, cái linh hồn nó khổ, mà do là cái cảm nhận. Đúng rồi. Nó mà công chứng nguyên nó không có thì nó không. Cái người mà đã thành được. Đúng rồi. Mình đâu có nhận. Đúng rồi. Năm cái anh này mới tạo thành một cái ngã, mà làm sao có thể cho một anh này làm ngã được. Anh này còn quan trọng hơn anh này, mà anh này chưa được làm ngã mà anh này đòi làm ngã làm sao? Anh này chỉ có ngã xuống thôi. Dạ, đúng rồi. Tức là năm cái nó hợp lại nó mới thành một cái xe, năm cái hợp lại mới thành một cái được gọi là con người. Nó chỉ là cái giả danh mà thôi, tức là cái danh và cái sắc thôi. Đó, cái chức vụ là đón nhận. Đúng rồi, tức là giống như một cái vị, nói là một cái vị A-la-hán sinh ra cái cuộc đời này, ở trong cuộc đời này, tức là các vị ý sử dụng cái tâm gọi là tâm hành, tức là chỉ có đến cái cuộc đời này để xử lý công việc, tức là để mà, tức là có một cái việc gì nó khởi lên, tức là cái vị đã dùng một cái tâm gọi là tâm hành để mà đối đãi với cuộc đời này thôi, và không có tạo nghiệp nữa. Còn chúng ta là còn thọ thưởng, cho nên là chúng ta còn, bởi vậy trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn ấy, khi mà Đức Phật quyết định nhập Niết Bàn là ngài từ bỏ cái gì? Thọ và hành. Tức là không có cảm nhận nghiệp ác nữa. Tức là không còn một cái hữu tình sinh diệt nữa, tức là chấm dứt sinh diệt đấy, tức là không còn thọ nữa, không còn để cho nó trôi chảy nữa thì là không còn sinh diệt nữa thôi. Còn chúng ta còn nghiệp lành nghiệp dữ thì chúng ta còn thọ còn hành. Và chính cái anh thọ đó nó thực hiện cái chức năng là để cảm nhận lại cái đó. Dạ, có rõ hơn không em? Dạ, rõ rõ. Sao? Có anh đang nhìn có được không? Có hiểu không? Dạ. Yeah. Hiểu thì hiểu, nhưng mà cái lời văn chắc phải luận củng thôi. Cái luận củng là chuyện bình thường thôi, bởi vì thấy không? Thời Đức Phật mà các đạo sư vĩ đại quá trời luôn, mà cuối cùng nói một hồi cũng ra linh hồn. Chúng ta nói một hồi là cái gì đó?
thần thức một hồi đấy, từ đẹp quá trời luôn, dòng trong tâm thức cuối cùng cũng vào linh hồn mà thôi. Cái từ khác của linh hồn mà chúng ta che đậy và chúng ta không biết thôi. Dạ. Sao? Sao? Coi như chữ thọ đó có nghĩa là nó cũng như là nó đại diện cho tham thầy. Tức là nó không có đại diện gì hết, nó chỉ làm một cái chức năng của nó thôi. Nó sinh ra cuộc đời, nó làm cái chức năng cảm nhận. Giống như là cái mũi để mà ngửi, cái lưỡi để mà nó là một cái, giống như là một cái bộ phận của chúng ta thôi. À, nó làm cái chức năng đó thôi. Chứ nó không phải là cái ngã của chúng ta, không phải là cái linh hồn của chúng ta. À. Yeah. Tu theo phần là thọ và hành. Thế nếu mà chỉ thu một phần thọ thôi có được không? Không được. Bởi vì sao? Bởi vì cõi vô sắc giới tức là hành khổ khổ, hoài khổ và hành khổ. Tức là còn cái tâm, còn cái tâm của tam giới tức là còn chịu vào cái hành khổ này. Khổ là đâu? Còn nhớ khổ khổ. Hành khổ và hoài khổ. À, còn hành khổ tức là chúng ta còn phải ở trong tam giới. À, còn phải luân hồi, đúng rồi. Phải tu hai cái đó mới được. Một cái không phải là tu mà khi mà chúng ta tu rồi ấy, chúng ta có một cái định lực để chúng ta có khả năng từ bỏ hai cái này. Còn chúng ta còn bị nghiệp lực nó lôi kéo, chúng ta không có từ bỏ được mà chúng ta phải đi theo nó. Tức là khi mà chúng ta chưa đủ khả năng ấy thì nó lôi kéo chúng ta. Còn khi mà chúng ta đủ khả năng rồi thì chúng ta quyết định nó. À. Giống như sao? Giống như trong cái phẩm hạt muối ấy, chúng ta có một cái ví dụ cũng hay lắm. Là cái ví dụ mà cùng là cái nghiệp ăn trộm đi, tức là việc ác đó. Mà bây giờ một cái ông nông dân nghèo khổ rách mồng tơi mà đi ăn trộm một con trâu của một cái người giàu có, họ đưa lên quan là chắc chắn là phải bồi thường mới đi tù rồi. Nhưng mà bây giờ ông vua ông đến, ông lấy con trâu không nói gì hết. Ông quan nói thôi còn 10 con nữa lấy luôn đi. Chúng ta thấy là đó là chúng ta làm chủ đó, khi mà chúng ta làm chủ rồi ấy. Chúng ta có làm thiện ác, nó tức là tất nhiên là không có thể nói là làm ác được, nhưng mà chúng ta có quyền quyết định về nó. À. À. Không phải là không ảnh hưởng, tức là đấy là ví dụ để chúng ta lột tả lên cái đó thôi, chứ còn đến cái lúc đó là chúng ta không có thể làm ác như vậy được nữa. Rồi bây giờ vậy là cái câu hỏi là ai cái gì đó là, à đúng rồi, là cái đó là chúng ta trả lời được rồi đúng không? À, trả lời mập mờ cũng được, trả lời lộn xộn chút được, nhưng mà mình hiểu được rồi, ít nhất là mình hiểu được là được cái đó. Trả lời ngắn á, trả lời ngắn thì mình đưa ra cái ví dụ mình ai có khả năng đấy không à? một cái triết lý mấy nghìn năm mà nói trong nửa tiếng là quá đáng lắm rồi. Rồi bây giờ muốn ngắn gọn thì mình quay trở lại cái này thôi. Tức là mình phân tích ra mình thấy là cái này tức là họ cũng phải có học một chút, vì không nói về ngũ uẩn làm sao biết. Tức là cái cấu thành nên con người mình là gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà chúng ta thấy là nói chung cũng không ngắn hơn được đâu. Bởi vì chúng ta thấy là họ phải hiểu được về ngũ uẩn một chút, rồi hiểu về cái tâm sở tâm vương. Nhưng mà thôi, bây giờ muốn ngắn gọn thì mình nói đại khái như thế này. Hy vọng là nói nó có trúng, không trúng thì cũng chặt thôi. Thì tức là mình nói rằng là bây giờ theo thế gian thông thường mình nói là có một cái linh hồn đi thọ hưởng những cái nghiệp ác nghiệp dữ, tức là có một cái ngã thường hằng đúng không? Có một cái ngã thường hằng để mà đi thọ hưởng lãnh cái đó. Mà cái ngã thường hằng đó chúng ta thấy là chúng ta theo như Phật giáo thì nó là gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, gồm năm cái yếu tố đó. Mà năm cái yếu tố đó rõ ràng rằng là khi mà phân tích ấy, thì nó chỉ giống như là cái xe nó hợp lại nó thành một cái hữu tình thôi, không có một cái chủ thể. Mà rồi thì khi mà mình phân tích vào cái tâm sở thọ đó là cái mà vân vân, giống như cái định nghĩa đó, nó giống như cái ông chủ với người nấu bếp đó, thì rõ ràng ông đó là cái người mà thọ lãnh những cái kết quả của người nấu ăn, thì giống như vậy. Cái tâm sở thọ đó nó đóng vai trò thọ lãnh cảm nhận những cái nghiệp lành nghiệp dữ đó. Mà tâm sở thọ đó nó thuộc một trong năm cái ngũ uẩn đó, mà một trong năm ngũ uẩn đó nó không phải cái ngã, thì rõ ràng là không có một cái linh hồn, một cái ngã thường hằng để đi thọ hưởng nghiệp lành nghiệp dữ.
Và như vậy nó cái người mà không có một cái người đi thọ lãnh cái nghiệp lành nghiệp dữ, mà chỉ có một cái tâm sở thọ để mà lãnh nhận thọ nào cái đó thôi. Thì đại khái như vậy thôi. Có rõ ràng hơn chưa đâu? Ghê lắm thầy hả? Ôi giời, bà đi học mấy năm rồi mà cái câu đó bà giảng cho tôi nghe con. Cái câu đó rất là khó. Cái câu đó là khó vô cùng, phải chúng ta thấy là một cái minh triết của Ấn Độ biết bao nhiêu năm họ tìm không ra, mà đến với Đức Phật mới tìm ra được. Mà chúng ta giải thích như vậy là chúng ta còn trên biết bao nhiêu đạo sư Ấn Độ thời bây giờ đó. Là chúng ta biết rồi lắm rồi đó. Mình phải nghe nhiều lại trong cái bài giảng của thầy. Con nghĩ là mình phải nghe rất là nhiều lần lại mình mới nắm ra, mình mới diễn đạt được những cái rõ ràng. Dạ đúng rồi, thì cái gì cũng vậy thôi, khi mà mình mới nghe thì nó rất là lạ lắm. Nhưng mà mình nghe đi nghe lại là nó trở thành cái nền tảng của mình. Ngày trước các vị nói thú thực là các vị giỏi hơn thầy nhiều, chứ ngày trước thầy học xong trung cấp mà hỏi thầy cái gì thì không biết à. Đến khi phải tức là học xong trung cấp rồi bắt đầu học lên, rất tiếc là thầy không có học học viện tới các giai đoạn. Cho nên là kiến thức nó bị lỏng lỗ nhiều lắm. Học xong trung cấp xong cái là thầy chạy ra ngoài thì học bên đại học ngoài, xong rồi sang Ấn Độ học MA, xong qua đây rồi học tiến sĩ vậy thôi, chứ không có học viện gì hết đó. Cho nên lỗ học nó nhiều quá. Nhưng mà chúng ta thấy là bởi vì chúng ta gọi là sơ trung cấp mới lại cơ bản là vậy, bởi vì đó là những cái kiến thức cơ bản, là chúng ta thấy là cứ nhồi nhét vô mà chúng ta nghe lúc đấy là chúng ta ù đầu ù tai không biết gì hết. Nhưng mà trên thực tế là nó đã có một chút vào trong ta rồi, xong bắt đầu đó là giống như là cái học đại cương của 2 năm đầu đó. Thì chúng ta có cái đại cương rồi, bắt đầu từ từ chúng ta mới đi sâu vào, bắt đầu nó mới vỡ ra những cái mà trước đây chúng ta học. Chứ thực sự là ngày trước phải học trung cấp mà nói kinh trung bộ đấy thì thầy không biết, học xong thầy không biết. Cho nên là các vị đừng lo nghe mà không biết, bởi vì bình thường thôi, bởi vì những cái mà mình gặp lần đầu nó rất là lạ lắm. Nhưng mà mình nghe đi nghe lại rồi học sang những cái tâm sở khác, bắt đầu nó bổ túc lại. Giống như là chúng ta thấy là sắc thọ tưởng hành thức, mà chúng ta học xong sắc cái chúng ta bảo chúng ta hiểu hết con người ngũ uẩn rồi, đó là điều không thể có. Mà chúng ta phải học xong thọ, học xong tưởng, học xong hành, học xong thức thì chúng ta mới gói gọn lại, chúng ta mới biết là như vậy là một cái hữu tình nó gồm có sắc, có thọ, có tưởng, có hành và có thức, và cái chức năng của mỗi cái yếu tố đó nó là cái gì, thì bắt đầu chúng ta mới quay lại, chúng ta mới nhìn lại. Thì cũng giống như là cái bài kinh Trung Bộ nào đấy, Đức Phật nói rằng là chúng ta đến với đạo Phật là bằng một cái niềm tin thuần túy đã, tức là niềm tin giống như ngoại đạo vậy thôi, tức là đạo khác đã, tức là chúng ta mến mộ Đức Phật, bản thân thầy cũng vậy thôi, trước kia đến với đạo Phật biết gì đâu, biết cái gì là hảo tâm đâu. Bởi vì lúc đấy còn nhỏ cơ mà, thì theo mẹ đi chùa thì thích thì bắt đầu là vào chùa thôi. Mà thực ra là cái lúc đấy cũng thích đi tu thật, nhưng mà cũng không phải là lúc đấy phát tâm xuất ra, mà hoàn cảnh nó đưa đẩy thôi. Hoàn cảnh đưa đẩy là gì, tức là chùa không có ai, sư phụ lớn tuổi, cái cổng thì phá ra, mới kêu vô là vào đây ngủ trong nhà, trong cửa, rồi take care cho sư phụ lúc đấy lớn hay vào ở xong cái ở luôn hay không về, thế đâu biết mình đi tu đâu. Không hề biết luôn. Bởi vậy cho nên là sau khi đó bắt đầu mình mới từ từ mình thân cận đó, bắt đầu mình mới học giáo pháp, bắt đầu mới củng cố lại cái đức tin ban đầu của mình. Bởi vì cái đức tin ban đầu mình đâu biết gì đâu, tức là mình chỉ thấy thích thôi, mình thấy là thấy cái cuộc sống này nó thấy là nó có cái gì đó nó tốt đẹp hay, và mình thích vậy thôi. Vậy bắt đầu vào mình học, bắt đầu mới củng cố lại cái niềm tin của mình, thế thôi. Thì mình học ở đây cũng vậy thôi, mình học từ từ, mình chưa biết thì từ từ mình học lại những bài khác, nó sẽ củng cố cho lại cho mình. Rồi mình xong rồi. Hôm nay không biết học được cái gì không? À, mới được cái định nghĩa hả? Sao? Ôi giời. À, tài trả lời được cái câu hỏi khó quá đúng không? Nè, chúng ta hồi hướng rồi. Nè. Rồi mình còn đấy 52 cái tâm sở mà mới được 2 cái, không biết bao giờ xong. Nguyện đem công đức này hướng về tâm cả đệ tử và chúng sanh.
đều chọn thành Phật đạo.